Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Dying Light. Thì hôm nay mình và Vinh sẽ tiếp tục cái co-op cái series game này cho tất cả anh em và các fan xem ha. Bây giờ đây thì tụi mình sẽ bắt đầu với cái nhiệm vụ tiếp theo. Thì nói chung thì đánh với riết thì mình thấy anh em comment nói riết, thì bây giờ thì cứ làm vụ đi, không đánh với bi nữa, bỏ với bi hết. Rồi đi lẹ mày, đi cắt tóc đi. Mày đâu? Tao đi rồi. Vụ à? Rồi chứ sao? Chứ còn tao chưa có kỹ năng gì hết à. Cái gì cấp chứ nhỏ. Cái việc mà cấm đầu cấm cổ chạy đến chỗ nhiệm vụ tao lẹ lắm. Tại còn định đánh với bi kiếm thêm mớ đồ đó mà. Mà nào nào ngờ một số anh em nói chán vậy thôi vậy. Ê, lụm đồ mày từ từ đi. Đi lẹ quá. Tao rồi tao đi là cắt tóc thằng sầu à. Rồi. Ủa? Ngay rồi đó. Phải mày là ở đây nè mới được. Lẹ đi. Chỗ nhiệm vụ nằm trên cầu hả? Ở trên cầu. À, lên đây chắc nghe điện thoại rồi. Chắc rồi. Con quỷ này, con quỷ né ra. Mày lên chưa? Rồi. Rồi ok. Móc điện thoại ra nào. Trống vắng như vậy mới có sống, mới phủ sống được, mới điện được chứ. Rồi không biết kỹ năng cấp chiến đấu tao chừng nào lên report. Tao vừa vào tao thấy chữ report là thấy ứa gan ứa phổi rồi. Vậy. Vừa vào thấy chữ report chứ gì. Đang tố cáo cái tụi mà nãy phe phản diện nãy đó tụi lấy. Đúng rồi, tố cáo tụi nó lấy thuốc á. Là tụi nó lấy thuốc rồi tụi nó làm cái gì ở trọng. Mình cũng đã đến căn cứ của tụi nó rồi mà. Nói chung là tao nghĩ là hai cái phe này là phe đều là làm việc cho chính phủ mà nó tách ra cái tụi kia nó độc chiếm á. À. Không, tao nghĩ chắc vậy á. Hay là có thể là tụi này á, chính phủ cung cấp cho nó mà nó ăn có mình á. Ăn chặn chứ gì. Cái tụi bên đây là cảnh sát tới để ấy tụi nó. Ăn chặn nó kia cho mình. Thấy lực rồi. Chơi chơi ăn úp mình à. Vậy chính phủ cung cấp đồ để trị thuốc trị bệnh cho người để đỡ biến thành zombie nó này, nó giữ cho mình cho tụi nó không? Hay lắm. Còn tí nữa cắn tao rồi. Tao đang thử chiêu. Ô hai cơ điện. Thôi bỏ đi. Cơ điện sọt té nó. Mày mê sọt lắm hả? Đó là điện lực, hai điện lực. Nhìn thấy giống cơ điện thôi. Biết. Cơ điện gì đó, điện lực. Nữa gặp nữa. Rồi cái này là sẽ đa lắm rồi mày ơi. Đường nào cũng phải chiến rồi. Giờ chỗ này là phải chiến rồi. Nè. Vì cái dao xuống tao trước. Đứng trên đó nhiều dữ vậy. Tao sẽ đạp lên đầu thằng điện lực. Ôi trời ơi nó không té mày ơi. Bạn đã giết mấy con người bấm này trước. Con gì vậy? Ủa sao nổ chết nó luôn rồi. Mày đá trúng cái bình đó hay gì vậy? Đâu có, mắc dao tao luôn rồi, tao phi dao tao làm khí thế hào hùng lắm, mắc dao rồi. Dạ phi trúng cái bình đó đó, nổ á. Con quỷ. Chưa sinh lợi được dao nữa à. Làm tao chết luôn thấy không? Ê, ê. Ôi. Mất con dao quý giá của mình rồi. Ôi, mất khúc máu tao. Vậy thì sử dụng cái này gì đâu, mình chuyện nhỏ mà anh em. Chuyện nhỏ với con thỏ. Vô đại chiến liền con quỷ kia. Mày hả mày? Giờ tao phải chạy bộ lại nữa chứ. Một con quỷ này mới phan đây, đây nó giác dao mình đâu rồi ta? Thôi kệ đi. Vũ khí mình càng ngày càng bị mất. Do phóng và phan. Vậy thì sử dụng cái gì ta? Tao đang tích cực chạy tới nè, trời ơi. Gì mà hợp hết lý stamina nhờ? Mà gặp mấy con mày, chạy nhanh đây nữa. Mày đưa cái mỏ ác ra đây. Sao đông dữ vậy? Tụi này cũng đông ngoài đây đông dữ vậy. Trời nó phóng dao luôn. Mình chịu chơi liều mạng lắm. Đưa dao lại đi cha. Đâu học được đá vô ảnh cước luôn rồi. Khoan nè, mấy con quỷ này nè. Trời ơi trời ơi, cứu tao coi. Tao đang lên đây bấm để hồi máu. Mày hả mày? Thiệt chứ chưa có kỹ năng gì, chán thiệt chứ. Kỹ năng nào sao vũ khí của mình mất hết rồi anh em, ngu. Phóng cái quỷ dinh lại phá dậm nát đầu nó, chả lấy được món nào luôn. Dậm nát đầu mày với ai dậm? Dao mình mất tiêu luôn rồi. Mất 3-4 cây nè, đây nè. Đây một cây nè ha. Còn nữa chưa hết đâu. Có khi nào dính nhảy xuống lụm không ta? Rồi mày làm gì? Mấy con dao quý luôn. Mày ngu ra đây, cứ bu bu lại đây. Kiếm chuối hả? Đợi làm vụ nè. Kệ đi. Tao bỏ đồ vô cái. Cái chuyện mất dao là chuyện nhỏ đây mà. Không có quan trọng. Gì đây? Ủa, có chân cô nào đây đây? Không mở lên được à, kỳ vậy. Lục đồ tí mày. Mày treo lên tháp đi, tao lục đồ rồi. Cái ở đây nè, ở đây nè. Là đây phải hai thằng rị mọ mở ra mới được. Đó. Đu. Cấp mò xuống. Thì lắm. Ê, này là thấy xong giống rồi, như thằng rồi. Cha trong tiệc đỉnh công phu, thằng cha cốc mày. Ừ. Cốc. Đủ có súng luôn. Tao bắn cây nằm đâu cốc hả? Tao yếu xìu mà. Rồi vô trỏng làm gì trong đây nè? 59 đồ, khoan để tao giết mấy con nhỏ này cái. Mở lên. Ồ. Ê. Dữ da này. Mày đâu ngon dữ vậy? Nè mày hả? Mày tưởng đâu mày vậy là mày ngon lắm hả con? Ở trong đây có đồ. Lụm. Bật điện lên hả? Bật điện cái tháp lên. Ô quay. Mày tính vô đây mày quánh tính nghĩa hả? Gõ vô đầu liền. Lọ mọ là đây. Thôi mày ơi. Cái đầu liền. Đối với cái chuyện mà mở khóa cái tủ đó tao giao cho mày đi. Tao mới bị gãi cái lóc phít rồi. Gì nữa vậy? Khó luôn hả? Có đồ ngon trọng á. Tao mới bị gãi luôn á. Mày mở xong tao vô lấy đồ nha. Còn bây giờ thì tao khám phá cái tháp này coi. Rồi mở được rồi nè. Dễ vậy luôn hả? Ừ. Có gì trong đây, còn con tủ nữa. Ồ, hai bên lận hả? Chứ sao? Gì vậy? Chuyên nghiệp mở đi. Rồi, mở luôn được cái bên hông rồi nè. Mở không tốn cái nào luôn. Ghê bèo. Cho tao mở tốn dữ rồi. Yếu nghề phải không? Bởi vậy ba đồ yếu nghề chơi thì không chịu. Trộm vô trống lợm mày. Để từ tao leo lên cái thiên tầng bảo tháp này coi. Nó để vàng cho mình biết chỗ mình leo lên nè. Dễ, cái tháp này mình thấy cũng tương đối dễ mà khó đâu ta. Bên đây nè, đảm bảo luôn. Đồ quỷ này. Khám phá mấy hồi. Đó, phải đúng vị trí nó mới bu, nó mới nhảy được. Nó. Bên đây nữa. Bà mẹ. Tao đeo tháp là tao bị chóng mặt nè. Có ở đâu chóng mặt? Game này làm tao chóng mặt. Tao nhảy như đúng rồi đấy nè. Nó lên luôn. Rồi ok rồi đó. Tao chủ yếu tao nhảy đến đây để lên cấp kỹ năng leo trèo thôi. Nó lên luôn. Nó sắp tới rồi, xíu nữa. Để xem coi nào. Chắc bên đây quá. Rồi. Đúng chỗ luôn. Sao mà mình hay dữ người ta. Đó, lên cấp kỹ năng leo trèo rồi. Ở cái chỗ này nó bị cái gì rồi? Nó bị một cái hư hỏng vô cùng nghiêm trọng. Không thể nào mà chỉnh sửa được. Ồ, chào bạn. Ồ, trên đây cũng có zombie nữa, ảo diệu thiệt. Rồi. Thật là một sự vô cùng hư cấu làm cái gì vậy? Rồi, chào bạn. Làm gì trời? Như mắc phong gánh nè. Zombie nó nhảy được, nó giỡn mày. Đâu nó đâu. Rồi chết nó rồi. Oh. Rớt từ cái độ cao đó xuống. Tiếc làm vơi, gì nữa. Mặt trời. Rồi đi xuống nào. Ê này biết đu dây cho Fire 5 không được nè. Phải có mày tao hốt lại 100 gram mày ơi. Ủa tao nhớ tao bấm đu dây rồi mà. Sao bấm vậy tao có bị gì đâu. Tao bấm đu dây tao bấm lộn nút. Ừ bởi vậy để tao cứu cho. Không như vậy tao biết mày xuống rồi tao đi vậy cho lẹ. Đúng ngoài đời là hốt lại 100 gram luôn mày rồi. Mày đứng đó mới lâu lâu. Thì chứ rồi vô trong lấy đồ kìa. Có gì trong đây trời. Ủa sao cũng có. Tao lượm được quá là đồ ngon. Đây nguyên bầy zombie kìa. Ở đây hồi nãy tao phóng tao phóng 3 con dao. Tao lấy lại được con cùi. Rồi đi lại cái nhiệm vụ nữa bắt đầu nghỉ. Tao đập vô cái đầu cái thằng này. Đi tốc độ cao đi. Gì đây. Đập chục gãy xương sống ra. Con quỷ. Ê lượm được cái búa tạ kìa. Trời ơi zombie hung nữa kìa. Chạy đi. Này mọi người đập cái bình đó chi vậy. Chết tao luôn rồi nè. Hay quá. Chừng gần nổ rồi mới kêu tao chạy. Rồi đi lại nhiệm vụ đi. Tao đang đi một cái tốc độ cao lơ đẳng nè. Mày làm cái trễ nải quá. Tại mày phá. Tao mê chơi mấy bình này lắm. Mấy bình này như bơm nổ chậm nè. Dục cái bắt đầu tao chơi. Đi nào đi nào. Đáng lẽ là phải xiên lụm đồ. Này chơi không lụm đồ vậy. Gửi đi giờ biết sao giờ. Biết là game này xuyên phải lụm đồ. Mà lụm đồ hiện chán. Gì vậy? Gì vậy? Thì gần tới rồi. Điên hả mày? Điên với tao. Hốt liền. Có đá văng lại có đạp nát đầu. Đúng là một chiêu vô cùng lợi hại. Con đó là làm được cái thá gì. Tưởng đâu là mạnh số dách là ngon hả? Không có đâu ha. Tao chưa có đồ gì để ghép vậy ta. Đồ gì nâng cấp lên ngon nè. Gì vậy? Gì chết rồi mới phóng có cái thế mà. Thiệt tội nghiệp nhỏ thiệt chứ. Nhỏ mới chạy ra nhỏ kia chưa kịp ngoao chưa kịp hốt gì hết là cúng cơm rồi. Mày đứng đó làm gì vậy? Đang chế đồ. Cầu kia 500 đồ. Thôi giờ ta vẫn xài con dao ngắn đi. Dao ngắn? Dao ngắn hồi nãy tao phóng cái tự nhiên đâu mất tiêu luôn rồi. Tao lượm được 3 con. Ô là kinh thế. Đập ra lửa luôn à. Đâu làm thử cái coi nữa kìa. Bạn mấy con nhỏ nhỏ kia kìa. Nè lạng nè. Tao lạng rồi tao chạy. Rồi chết tao nữa rồi. Đập nổ nguyên trạm xăng luôn mà. Đứng vô trạm xăng ngu. Đây là gọi hai thằng ngu nè. Tại mày dụ vô. Vậy tao lại tao coi thử coi gì đi. Mày đừng có vô. Giờ cúng cơm rồi thôi bấm cho chết lẹ đi. Vô tao đang lạng vô lưng nó. Cái nó đập xuống cái xong cái trúng cái cây xăng bên đây cái nổ tới luôn. Nhà này xa dữ vậy. Phá không à. Nhà nào đây? Tất cả đồ đạc dụng cụ tao mất hết rồi. Giờ phải xài mấy cây gỗ nha trời. Một thời anh dũng cỡ ngựa bắn cung hết thời cỡ ngựa lộm dây thun bắn rồi thiệt. Đúng thiệt mà. Ủa cái gì con nhỏ này rống súng có còn 10 viên đạn hả mày? Đây trăm mấy mét tới chỗ nhiệm vụ nè. Con ngu này. Trời ơi. Khổn nữa. Quơ xong tự té luôn, tự bóp nó luôn. Nhiệm vụ đó sẽ bộ xa nha. Bây giờ mày thấy tao phải xài một cái cây gỗ mà đính đinh lên nè. Vô cùng kham khổ luôn. Đáng lẽ cái đó quánh mới ghê mày. nữa. Giờ tới đánh bứa này. Cái thằng cù bắp này nè. Vậy mà mày nãy giờ gặp khó khăn với nó hả? Có đâu khó khăn. Gì đấy? Đang lụm đồ. Mày hả mày? Đu mụ già. Con mụ già ngon. Chạy nó đầu nha, chưa chết. Đó 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 gì đấy? Mấy bịch khẩu trang dữ lắm. Nát đang lụm đồ cái mấy này cứ lại cắn lén tao không à. Biết là quánh tao khó khăn nè nên nó vậy á. Con nào đang rên nè. Gì nữa hả? Gì quỷ đây? Hay. Mày rồi đây được rồi, đủ rồi, hấp nhiêu đó là quá đủ cho một cuộc tình. Cái tụi này nữa nè, nó cắn nó nữa nè, tao phải giết nó mới được. Tao phải chém nó tao mới lên điểm kỹ năng mày ơi. Mấy cái gỗ bự thiệt chứ. Con mày giờ cấp lớn còn tao không quánh là không lên điểm kỹ năng. Thì đứng đó quánh đi. Đi lại chỗ vụ tao coi thử coi làm sao. Chỗ này có đồ chắc luôn nè. Ủa? Ở cửa không được hả? Đây đồ đây. Vụ nó vô đây cho giật điện chết. Con quỷ. Mày tưởng đâu tao nghe tiếng mày hả? Tao chế thì mấy cái mày kít coi. Đá cho vỡ mặt ra. Ôi cái gì lóc bít ai chế mấy kít tao không áo này. Chết. Ốp liền. Con chui ra. Thì đây. Chui ra ở trọng ở trọng luôn đi. Lú lú thấy cái bò ra. Thứ gì vậy? Rồi lại chỗ nhiệm vụ. Để lâu rồi. Thẳng đến chỗ nhiệm vụ. Cái này nhảy bạc khâu đã thiệt. Nãy điện lực đó chắc chết luôn trong đàm xăng rồi. Ở cái chỗ này lại là thiên tầng bảo tháp nữa. Tao sợ cái thiên tầng bảo tháp này lắm. À điện lực nãy chết trong đàm xăng rồi. Quay con quỷ già. Con quỷ già. Rồi bây giờ là phải lên trển nữa rồi anh em à. Kham khổ thiệt luôn á. Đường đâu lên trời rồi, có cái cầu thang mà chạy vòng. Con quỷ già này nãy đâu mà nó đóng lại rồi mà. Nó nằm trong đó có mình nó cái đập cửa nó chung ra. Cái này là giờ phải có một cái cách lên riêng. À đây rồi. Nó đó. Chính nó. Ôi lèo mấy cái này tham khổ thiệt. Nhảy chỗ này bị kẹt đây nữa chứ. Ở cuối cùng thang cũng cho sử dụng rồi. Sử dụng được có một khúc cái bắt đầu cái chốt nữa. Thiệt tình. Cho sử dụng luôn đi. Ừ. Kìa. Mở cửa nào, mở cửa. Vậy là bây giờ tiếp tục cái màn bay nhảy hả? Rồi ok rồi đó. Tao quay cái chỗ cái thang không được nè. Kẹt, tao bị kẹt đây luôn. Còn hên quá anh em à. Còn tí nữa cũng cơm rồi. Leo lên. Nó nữa, chốt cửa nữa. Cưng. Trời. Ủa mày lên được tới trển hả? Ngon ghê vậy. Bà cầu dao rồi. Vậy thôi tao đâu cần lên đâu. Chứ giờ tao không đâu biết đường đâu lên. Tao nhớ rồi đó, cái tháp này mày trèo lên được, nói giờ không biết đường mày. Tao biết chứ, đứng trên cục kia kìa mà bây giờ tao không thể nào lại gần cục đó được. Rồi kết thúc video rồi. Xuống. Rồi ok. Rồi ha, thì tụi mình sẽ chính thức kết thúc video lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đến đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn, mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Dying Light. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Ok.